Trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024, sáng nay tỉnh Ninh Bình phối hợp với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề Một hành trình, nhiều trải nghiệm. Dự hội nghị có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Du lịch của 4 tỉnh, cùng đông đảo doanh nghiệp du lịch trong cả nước. Các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là những vùng đất giàu giá trị văn hóa lịch sử truyền thống với nhiều làn điệu ca múa nhạc, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, vừa giàu sắc thái riêng. Ngoài ra, mỗi địa phương còn sở hữu nguồn tài nguyên du lịch đa dạng phong phú với nhiều di sản thế giới đã được UNESCO công nhận như Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An tỉnh Ninh Bình, Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ tỉnh Thanh Hóa, Di sản Phi vật thể Thế giới Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Với tiềm năng và lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang trở thành cầu nối giữa các vùng du lịch, thúc đẩy ngành công nghiệp không khói cả nước cùng phát triển theo hướng xanh, bền vững. Năm 2024 là năm thứ ba 4 tỉnh cùng phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề Một hành trình, nhiều trải nghiệm, qua đó mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành và du khách tham quan tìm hiểu, nghiên cứu, đầu tư, liên kết, xây dựng các chương trình du lịch mới hấp dẫn giữa các địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp những thông tin tổng quan về du lịch, những sản phẩm du lịch mới, tình hình hoạt động kinh doanh và các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2024 của 4 tỉnh, cùng nhau trao đổi thảo luận để đưa ra những giải pháp nhằm đưa ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đối với tỉnh Ninh Bình, năm 2024 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn sẽ được tổ chức như lễ kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế, lễ hội Hoa Lư, lễ hội Tràng An 2024, các hội thảo khoa học quốc tế, liên hoan văn hóa ẩm thực du lịch toàn quốc, tuần du lịch sắc vàng Tam Cốc Tràng An cùng nhiều sự kiện khác. Ngành du lịch cũng thông tin chính thức về bộ nhận diện thương hiệu du lịch với slogan Ninh Bình, tuyệt sắc miền cố đô. Việc kết vùng và liên vùng giữa các điểm đến du lịch của các địa phương là một xu thế tất yếu nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng định vị thị trường, sản phẩm du lịch và dịch vụ mới, giới thiệu chương trình kích cầu và hình ảnh du lịch 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thông qua một hành trình nhiều trải nghiệm thú vị. Qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy du lịch các địa phương tăng trưởng nhanh và bền vững.